Ok, xin chào tất cả mọi người nha. Chào mọi người đã quay trở lại với kênh về điện thoại cổ của mình nha các bạn. Mình là Trần Tránh Vlog nha. Thì hôm nay thì mình có mới về được con hàng sưu tầm nè, Nokia 6233 nè. Sáng tiện làm clip review cho các bạn coi luôn nha các bạn. Thì con này mình vừa về tới thôi, mình đăng trên Facebook của mình á, càng cá nhân á thì có bác kia bác đặt mua rồi nha các bạn. Thì bây giờ trước khi mình gửi máy cho bác đó thì mình cũng xin làm clip review cho các bạn coi luôn. Rồi con máy là kháng test nghe nhạc, con máy hai loa nó là định cao như thế nào nha các bạn. Đó, nó là một huyền thoại và nghe nhạc luôn các bạn. Rồi mình tiến hành test con máy này luôn nha các bạn. Đây, con máy là Nokia 6233 full box nha các bạn. Đây, full box Nokia nguyên hộp hồi xưa nó là như vậy nè các bạn. Đó, đây hình con máy. Đây, made in Germany, ship hàng Đức nha các bạn. Đó, xi mày nè các bạn, 6233 nè. Đây, bên trong hộp thì có con máy nè. Đây, bên đó nó ship về, nó bỏ như vậy nè các bạn. Đó, con máy 6233. Phía dưới đây thì có phụ kiện của nó gồm tai nghe nè, tai nghe trên vest nè các bạn. Đó, cục sạc, cục sạc đầu nhỏ nha các bạn. Rồi tiếp tới là dây cáp USB, USB nè, DKU2 nè các bạn. Đó, cũng là cáp trên vest luôn các bạn. Cáp trên vest này cắm như ở đây nè. Đó, cắm như vậy nè các bạn. Đó, cục pin. Đó, cục pin còn khá đẹp luôn các bạn. Pin zin hai máy luôn. Phía dưới đây thì có sách đĩa, sách hướng dẫn. Đây các bạn, sách hướng dẫn, đĩa CD. Đây, đĩa CD 6233 luôn nè các bạn. Đó, con này thì nổi tiếng về lúc xưa là nghe nhạc hai loa đó các bạn, cực kỳ hay luôn các bạn, tới bây giờ nó vẫn còn nghe hay luôn, nên các anh em sưu tầm rất là thích đi sưu tầm con này nha các bạn. Quá chuẩn luôn. Nó loa một bên đây và một bên đây, bên trái phải đó. Rồi mình kiểm tra may máy hộp nè các bạn. Đó, made in Germany nè, cái may trùng với lại hộp luôn nha các bạn. Mình lắp pin, lắp sim vô test máy luôn, nghe nhạc luôn. Cái clip hôm nay chủ yếu của mình là test nhạc cho các bạn nghe nha. Test nhạc chất âm của con 6233 này. Cho các bạn nào đã từng nghe mà chưa được trải nghiệm á thì mình có thể biết luôn nha các bạn, anh em. Đó. Camera 2 chấm. Đây, 2 chấm giùm xe. Nút nguồn trên đầu nè các bạn. Đó, Nokia. Bên hông của nó thì có trang bị nút tăng giảm lượng, nút chụp hình. Phía bên đây là nút khiến tắt nhanh, rồi khai thẻ nhớ. Mình có nhắc thẻ nhớ vô rồi nha các bạn. Đó, ok, nó đã vào rồi nè các bạn. Đó, vào nhận sim sóng đầy đủ, ok. Sim sóng đầy đủ. Test chức năng cơ bản camera. Đó, ok. Đó, nó chỉ có phần nghe gọi vậy thôi các bạn. Cầm cũng rất là đầm tay đái nữa. Rồi mình vào vấn đề chính luôn, test nhạc luôn nha các bạn. Test loa nhạc con này. Con này thì mình đã từng làm clip bung mở máy rồi á. Các bạn có thể muốn mà bung mở máy con 6233 này á, chưa biết cách á, thì các bạn coi clip phía dưới nha, để các bạn biết cách bung mở máy con này nha. Rồi clip hôm nay thì mình làm về test loa. Đây mình vô phần media nè, vô phần nghe nhạc của nó, trình duyệt của nó, music layer nè các bạn. Đó, nó báo là chưa có file nha. Thì thẻ nhớ mới thì nó báo chưa có file nhạc đâu, mình phải tìm nó nè. Nó sẽ báo là tìm cái file này trên một cái folder khác nha. Mình bấm Z thì nó sẽ tìm trên thẻ nhớ nè. Nó cho mình tìm trên các mục nè, thì mình sẽ tìm nhạc trên thẻ nhớ, mình có chép vào thẻ nhớ rồi đó các bạn. Đó, mình chọn vô thì nó sẽ tìm, bắt đầu tìm. Thì nó sẽ tự thêm những cái bài hát, những bài nhạc mà các bạn có trong thẻ nhớ á, thì nó vào trong cái phần trình duyệt nghe nhạc này nha. Đó, sau khi phần nghe nhạc nè, nó sẽ có một
và danh sách nghe nhạc luôn. Checklist nè, đây là danh sách nghe nhạc của mình nè. Đó. Rồi, giờ mình sẽ tự thử từng bài nhạc cho các bạn nghe luôn nha. Đây, cho các bạn nghe bài Hoài Lâm trước nha. Buồn làm chi em ơi nha các bạn. Đây, mức âm lượng 10 nha. Rồi, nghe chất âm thực tế luôn nha các bạn. À, xin lỗi các bạn nha, không thể cho các bạn nghe những bài nhạc có bản quyền trong clip mình được nha các bạn, vì lý do bản quyền của YouTube đó các bạn, nên mình sẽ copy những cái bài nhạc không bản quyền vô nha, các bạn nghe đó nha các bạn, nghe tạm nha. Đây mình sẽ tìm những cái bài nhạc không bản quyền, mình mở cho các bạn nghe trước. Còn anh em nào muốn trải nghiệm rõ về chi tiết con này á, thì các bạn có thể tìm mua nha các bạn, hoặc có thể các bạn có thể giao lưu chia sẻ với mình nha các bạn, liên hệ với mình qua Zalo, số điện thoại với lại Facebook mình có để dưới mô tả các bạn. Đây mình sẽ tìm cái phần nhạc không có bản quyền nè các bạn. Cái bài nhạc mà không bản quyền nha các bạn. Đó, cho các bạn nghe sơ qua đánh giá cái chất âm của cái hai cái loa của con máy luôn nha các bạn. Rồi. Rồi, vậy là xong. Mình đã giới thiệu cho các bạn nghe xong những nhạc chuông và chất âm của con máy 6233 cho có đáng cho các anh em sưu tầm không nha các anh em. Rồi, thì mình cũng xin được kết thúc clip tại đây nha các bạn. Thì các bạn mà có yêu mến mình á, làm những con máy điện thoại cổ này nè, thì các bạn nhớ cho mình xin một like và nhớ bấm đăng ký chuông và bật chuông lên để thông báo những cái video mới nhất nha các bạn. Rồi, cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Mình xin lại tiếp tục đi tìm kiếm những con máy khác để mang đến cho các anh em những trải nghiệm mới nha các bạn. Rồi bạn, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những clip tiếp theo nha. Bye bye, hẹn gặp lại tất cả các bạn. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Bye bye.